Cần Thơ ký sự 065. Kênh YouTube khám phá review thiết bị tin học chuyên về mấy cái thiết bị mạng bảo mật tường lửa, mấy con xích layer 2 layer 3, Cisco Juniper. Nói chung mà tất tần tật về thiết bị mạng. Mình thì kênh mình thì hướng tới mục đích là có thể là chia sẻ những cái kiến thức về quản trị mạng, nhưng mà cái đó chắc thời gian còn sắp tới, chứ hiện tại thì trên kênh của mình, video của mình thì chủ yếu là những cái review, nghiên cứu những cái thiết bị, chứ còn chuyên sâu vô bên làm để chạy thì thật sự là chưa có video nào mà ổn hết chứ. Vậy kênh mình không phải là kênh hướng dẫn cấu hình này nọ, kênh mình chỉ là kênh trước mắt mình có thiết bị thì mình review rồi mình nghiên cứu. Thì khởi đầu dài dòng thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về con tường lửa Juniper XX320, thương hiệu Juniper. Mình thì mới mượn được con này về mà mình về để mình nghiên cứu thật sự cấu hình, mình chưa biết nó cấu hình trong đó thế nào nữa. Hôm trước thì mình cũng làm trên cái con 210 cũng chưa tới đâu. Thì con này là một cái dòng 320, XX320 thì nó cao hơn. Để mình ra thông tin lên mà thông tin trên mạng 320, con này thời điểm chắc khoảng 20, cách đây 3 năm nó giá nó khoảng ba mấy triệu, 34 triệu rồi. Bây giờ chắc là rẻ hơn nè, đây ha. Juniper nhập phân phối Juniper chính hãng, tường lửa bảo mật hỗ trợ tới 1G và 300 SP IPsec VPN. Cái VPN này thì mình biết nè ha, mình đã làm thực tế trên mô hình này rồi, còn hỗ trợ tới cái 1G là sao mình không gạch dựng đó. Juniper giao diện bảo mật á, định tuyến chuyển mạch mạng quan và tường lửa. Nó chỉ cơ bản là con tường lửa, và này thường nó nằm trên Juniper, mấy con này thường nó sẽ nằm trên ở cái chi nhánh văn phòng, có chi nhánh xa cái trung tâm. Ở trung tâm thì nó sẽ có những con như ngàn 1500 hay là những con 340, những con tường lửa to hơn. Đây ha, nó cũng giới thiệu ra nút nguồn đèn led, đặt lại cấu hình, khóa, nó có khóa được rồi. Điểm tiếp đất, người hâm mộ, nguồn dự cáp, ở biết biết hết mấy cái định tiếng thông số, bạn chuyên về mạng thì là hiểu, còn mình biết được một số trong đây thôi. Đây ha, alarm đèn start bắt đầu, đây nó có một reset nè bạn, reset rồi ít cái kiểu ít ít kiểu gắn cổng USB đó, XS kiểu này chắc USB 3.0 được quá. Rồi console thì đây là kiểu cũ ha, cổng console kiểu cũ, kiểu mới nè, kiểu cổng USB nè. Rồi đây nó có cái hiện tại nó có 6, từ 0 tới 5 là 6 cổng interface, 6 cổng LAN 1G. Ở đây cộng thêm hai cái USB quang, hai quang ha, tính ra nó 8 cổng đó. Hiện tại thì bây giờ mình trời ơi, mình đang ghim vô cái cổng số cuối cùng, mình chưa biết nó là cái gì trong đây mà mình thử. Bây giờ mình vô khám phá thử, khám phá đầu tiên là mình ghim một dây mạng vô bình thường vô ha, mình đang ghim vô bạn ha, mình đang ghim vô dây cái cổng này nè, nó sáng đèn nhưng mà nó không chớp, có nghĩa là nó không kết nối. Không cấp IP ha, chắc sẽ IP tỉnh đó. Cái này là chưa reset đó bạn, nên mình lấy dòng nguyên thủy là mình chưa reset hết. Mà mình thấy nè, mình thấy ở trên đây nó có ghi, nó ghi cái gì 192.168 rồi chấm một good good gì đó ha, để mình đặt thử các bạn. Mình sẽ vô, mình đã ghim cổng console rồi thì thôi giờ mình vô, trước tiên mình sẽ vô bằng cái cổng console trước ha. Rồi, booty. Máy mình ghim vô thường là 30 cộng cơm 3 ha, cứ vô thôi. Serial
giờ không biết cái đổi công này nó có thành cơm ba không, đi coi lại các bạn. Clip này là clip khám phá. Mình cũng muốn làm một cái clip nào đó hoàn chỉnh, chẳng hạn như cấu hình một cái kết nối BPOE hoặc là kết nối cái cổng người nhận địa chỉ IP tỉnh, IP động internet sao, nhưng mà thật sự là chưa có thời gian, mà công việc nó quá ưu tiên vô cái công việc chính của mình. Cơm ba đúng mà sao không được ta. Làm đại thứ ba booty cơm ba hả? Không phản ứng gì mà. Để mình đổi cổng cái cổng USB khác thử. Không được. Cũng chả hiểu sao hả? Nói chung là khám phá thôi chứ cũng chưa có thầy bà nào dạy, thầy bà nào làm chuyên nghiệp thầy dạy mình thì hay. Không thấy. Cơm 4 mà, chỉ thành cơm 4 rồi nè. Tại mới chuyển cái cổng USB sang cái cổng khác nó thành cơm 4. À được ha. Bắt buộc cái nút bắt trả lời không được mà lỗi. Mình nhập sai, mình nhập cho nên mình trả lời cái nút bắt nó không được à. Good bắt tài khoản good password. Mình thấy password nó ghi trên đó. Enter bắt hoạt động thử được không ha, chứ không được, không được ha. Admin thử không được mà. Vậy là hiện tại cái cục này là mình không biết bắt password, nhưng mà mình cũng khoan reset đó. Một lát mình sẽ reset bạn. Bây giờ mình thấy ở đây nè, nó đi IP. Nhưng mà cái bắt buộc này là chắc trên giao diện web thì có thể mình sẽ đặt IP nó đi. Bắt buộc đó là dành cho chương trình dịch vụ web, còn cái bắt việc bắt buộc console thì nó đặt khác, mình không biết. Giờ mình sẽ đặt thử IP tỉnh thôi, giống như một cái router bình thường thôi. Trăm thôi. Này, hy vọng sẽ được, hy vọng không không cần phải reset. Nó đang xác nhận mạng đó. Nhảy lên cái gì, nhảy lên cái bảng mà kích network success cái đó, rồi mới nó mới thành công đó. Mình đặt máy mình trăm, giờ mình binh thử rồi. Binh một chín hai chấm một sáu tám chấm một chấm một không thông, không thông là không được. Xác sức nó truy cập được bằng cái này, không không thông thì vô bằng cái này nó hơi khó.
Không được, chắc chắn là không được. Đầu mình ghim thử vô cái cổng liêm, liêm thử nó có tác dụng gì không nha. Rồi cái này mình đặt thử bên đây cái bi này như mình đoán nha. Cái cổng liêm đó thường là cái cổng từ mạng từ ngoài vô mà. Số thu thực mình đang đặt thiết IP động thử nó được không. Thứ tài khoản khác mà tiếng Việt. Rồi, tôi phải reset các bạn ơi. Reset thì cái này không biết hên xui. Cấu hình nó không vô được. Thì phải reset thôi. Reset thì nó sẽ cấp, chắc mình nghĩ nó cũng giống như cái con ha 210 hôm trước mình reset nó cũng cấp IP động á. Hiện tại thì không biết IP, không biết tài khoản thì mình là reset thôi ha. À, nó chuyển sang màu đỏ thì có thể là reset được các bạn. Làm lại thứ mà thường mình phải giữ tới 10, 15 giây, 15 tới 19 giây. Dạ, xin lỗi các bạn, móng tay không gà đi làm liên tục, móng tay không 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 chịu cắt hay dơ. Thôi anh báo hết pin.
không biết được chưa ha. Thôi giờ rút điện ghim lại để giùm đè cũng lâu, mình cái này mấy con này nó khác cái con kia, nó không phải là nó mấy con tê-bê-lin bình thường mình đè vô thì nó sẽ báo đèn rồi mình nhả ra được, còn này không biết sao mà lần tiếng nó khởi động khá khó chịu rồi. Bây giờ thì mình đợi nó chạy lên rồi nó cấp IP động nữa là nói chung nó thì sẽ thành công rồi đó, cũng mày mò làm thôi. Thường thì ở ngoài hoàng giàu ha, hạn như mình thuê bao một cái đường internet hoặc cái đường kênh riêng gì đó cho chi nhánh thì mình sẽ đấu vô quan này đây bạn, hoặc từ quan thì mình đấu cho đi xa. Phía sau mấy con này thường có mấy con xích như EX 2003, 2002, 3003. Khởi động mà mình trong mấy cái đám, trong cái đám Juniper mình ghét những cái con 2002, mấy con xích hay lên 2002, 2003 của nó khởi động lên lâu, nó chạy ồ một tiếng thật là lâu, khi hơn 5 phút, nhưng mà nó chạy lên ổn rồi thì nó im lặng nha. Con này mình mượn, có thể là mình trong ít ngày tới thì mình phải trả cho người ta đi cài đặt cho mấy chỗ khác rồi. Thì hôm nay mình nói chung là mình reset trước luôn thành một cái nguyên thủy ấy. Nên nói chung không phải phá đấy, như mình thật ra đi làm mà mình không biết cấu hình này nọ mà vô mình phá một hay cái của người ta mà đang chạy bao nhiêu mình reset một cái là coi như xong bỏ trốn. Xưa Xích-cô khởi động lâu, còn Juniper sau này còn lâu hơn Xích-cô. Cái này mình thấy cái tem 2019 mua đây khoảng 3 năm. Thấy cái tem tháng tháng 9 hay 19 à. Tháng 9 hay 19 cách đây cũng 3 năm, gần 3 năm. Nè, cộng XFP bạn. Cộng rồi ha. Bấm mình clip XFP game vô đây ha. Thường thì mấy con này kinh nghiệm dục phá của mình thì Juniper mình mang về thì hình như tất cả những cái thiết bị của nó đều hỗ trợ cấu hình trên giao diện web, nhưng mà trước tiên thì mình phải truy cập console vô mới được ha. Truy cập console là mình đặt IP rồi mới làm được mấy cái thao tác kia. Còn kiểu như hôm trước mình khám phá ra là cái con Juniper tự mình khám phá thôi ha. Có khi nó người nhiều người biết rồi mà tại mình không biết mình khám phá ra. Nhưng mấy con Juniper 210 trước mình làm mình reset xong mình ghim vô nó cấp IP động luôn. Tiếng kêu của nó khá khó chịu. Các bạn mà có xem vô tình xem mấy khúc này bằng tua qua mất thời gian, còn mình thì video mình thì những cái clip dài thì mình không có, mình đi thẳng là mình up luôn, mình không có ngồi edit lại mà. Alo, nghe nghe.
Hồi chiều á là đi vô cái tủ cái mạng của bên hồi chiều không điện á, đã đi kia ra cái chi cái tủ rồi 1 2 3 4 có công việc nghe điện thoại ra ngoài cái được anh nào bạn à, nó đã chờ giờ nguyên mẫu nè đó rồi ha nguyên mẫu là thì chia cặp bằng web thôi. Wow. Không được ta. HTTPS. TBS được các bạn ha, phải rõ ha. Nãy mình rồi chào mừng đến với Juniper. Đây báo gì đây? Device cannot connect, thiết bị không thể connect. Đây nó có cái chức năng này. Mình nhấn nhắn đây luôn thử hàng cái gì ha, keep GWS đi luôn, truy cập luôn. Thấy nó ghi cái chữ admin A+23 trên trên đó thì mình nhập vô đại ha. Mất một vài phút rồi
Rồi, vào được các bạn ha. Chào mừng đến với Cisco Juniper chứ, nhầm ha. Rồi, giao diện cũng giống như cái kia thôi. Giống như giao diện nó cũng giống như cái đặt tên ha. Tên bắt vợ rồi nét đây. Đặt tên rồi hỏi tên hứa bắt buộc nó cho mình đặt nhiều tên nhiều mang chỗ này là ha thiết tên thiết bị bắt buộc bạn ha, còn username thì mình add cho mình add vô thử mình add thử add thử bạn root là cái lực kia có thể mình nhớ xưa làm thế nhưng mình đặt thêm một cái à, để tối đi mình hết pin tối mình sẽ làm nếu có thời gian làm clip thứ hai mà mình sẽ có thể cấu hình thử mình đặt tên rồi nét tiếp theo ha chứ dùng hết pin này. Clip này coi như là khám preset khám phá thử con Juniper XX230